Mẫu smartphone màn hình gập kiểu vỏ sò so. tại hội nghị nhà phát triển Samsung, Samsung Developer Conference, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã gây bất ngờ với video giới thiệu mẫu smartphone màn hình gập mới, không giống như Microsoft Surface Duo với thiết kế hai màn hình riêng biệt. Thiết bị bí ẩn này có màn hình gập kiểu Galaxy Fold, nhưng thay vì thiết kế gập theo chiều ngang quen thuộc, thiết bị mới này gập theo chiều dọc giống như kiểu điện thoại nắp gập truyền thống, như trong đoạn video giới thiệu các phần mềm của Samsung sẽ được thiết kế để thích ứng với kiểu phần cứng này cả khi nó gập và mở một cách linh hoạt. Hồi tháng 9 năm nay, báo cáo của Bloomberg cho biết, Samsung sẽ phát hành một smartphone màn hình gập kiểu vỏ so vào đầu năm sau. Đây có thể chính là thiết bị mà Bloomberg nói tới.